phát hiện loại rau được mệnh danh là vua của các loại đậu, bổ thận, tráng dương, càng ăn thì càng sống thọ. Hoan hỷ kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, trong số rất nhiều loại đậu và rau, đậu cô ve được gọi là vua của các loại đậu. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì đậu cô ve chứa rất nhiều chất quý, hạt và không chỉ ăn được mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm bổ thận, tráng dương, cường tráng, kiện tỳ vị, bổ máu, cung cấp canxi, chống lại bệnh thấp khớp. Vậy thì tác dụng cụ thể của loại đậu này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Phát hiện loại rau được mệnh danh là vua của các loại đậu đỗ, bổ thận tráng dương, càng ăn càng sống thọ. Đậu cô ve chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin. Ngoài những chất này thì hàm lượng đạm và tinh bột cũng rất cao. Điều quan trọng nhất là chất béo có trong đậu cô ve gần như bằng không, nên nhiều người muốn giảm béo cũng có thể thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, đậu có nhiều cách chế biến. Dù là chiên hay hầm thì hương vị đều rất ngon, có thể làm hài lòng vị giác của bạn. Thành phần dinh dưỡng của đậu cô ve vượt trội hơn hẳn các loại thực phẩm thông thường khác, đặc biệt là hàm lượng protein và axit amin rất nổi bật. Trong đó có tới 17 loại axit amin và lượng protein chiếm tới hơn 18% giá trị dinh dưỡng. Protein dồi dào như vậy có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể con người, và các chất axit amin sau khi được cơ thể hấp thụ có thể phát huy tác dụng chăm sóc sức khỏe rất tốt. Vì vậy, hãy ăn một ít hạt đậu cô ve thường xuyên để ích khí, bổ huyết, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của đậu cô ve mang lại sức khỏe cho bạn. Thứ nhất, cải thiện thị lực. Chứa lutein và cisatin, đậu cô ve có khả năng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cải thiện thị lực. Sử dụng đậu cô ve với lượng hợp lý trong các bữa ăn cũng giúp giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của bạn. 2. Hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng ăn đậu cô ve có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi các dưỡng chất, có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Thêm vào đó, đậu cô ve lại chứa rất ít tinh bột, nên khi sử dụng trong thực đơn hàng ngày, người bị bệnh tiểu đường sẽ không phải lo lắng. 3. Giảm cholesterol, nâng cao sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn uống quá nhiều cholesterol có thể khiến cho thành mạch bị tích tụ nhiều chất béo. Điều này có thể gây thu hẹp lòng mạch, làm chậm quá trình tuần hoàn máu, dẫn đến hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch. Đậu cô ve với hàm lượng natri thấp có thể giúp giảm lượng cholesterol xấu cũng như cholesterol toàn phần, từ đó nâng cao sức khỏe tim mạch của bạn. 4. Phòng chống ung thư. Đậu cô ve chứa nhiều chất diệp lục và chất chống oxy hóa tự nhiên. Nó giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trước tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng hay ung thư vú. 5. Tác dụng của đậu cô ve với hệ tiêu hóa. Đậu cô ve là một trong những sự lựa chọn hữu hiệu cho thực đơn của người đang có vấn đề về đường ruột, chẳng hạn như táo bón hay viêm ruột. Chứa một lượng lớn chất xơ hoàn tan, đậu cô ve giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn qua đường tiêu hóa, làm mềm và tạo khối cho phân, giúp đi ngoài đều đặn hơn. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ bị táo bón, đau bụng, bệnh trĩ và góp phần kiểm soát tốt các triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Ngoài ra, thành phần carbon hydrate có trong đậu cô ve khi vào cơ thể sẽ được các vi khuẩn có lợi trong đường ruột lên men và tạo ra các chất có khả năng chống viêm ruột, ngăn ngừa các bệnh lý về viêm mãn tính ở đường ruột. 6. Cải thiện sức khỏe xương khớp. Sở hữu hàm lượng canxi cao, đậu que chính là sự lựa chọn của nhiều người khi muốn cải thiện sức khỏe xương khớp. Canxi là thành phần quan trọng của xương, nó tham gia vào quá trình hình thành lên các tế bào xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Sự góp mặt của đậu cô ve trong các bữa ăn sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ bị gãy xương và các bệnh lý khác liên quan đến tình trạng thiếu hụt canxi như loãng xương và thoái hóa khớp. 7. Kiểm soát trọng lượng cơ thể. Chứa nhiều protein thực phẩm nhưng lại ít calo, đậu cô ve chính là thực phẩm hữu ích cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân. Trung bình, cứ ăn một chén đậu cô ve hấp thì cơ thể bạn dung nạp khoảng 44 calo. Ngoài ra, thành phần chất xơ có trong loại đậu này còn mang lại cho bạn cảm giác no lâu, giúp giảm cảm giác thèm ăn và cắt giảm được lượng thức ăn nạp vào. 8. Làm tăng khả năng thụ thai.
Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi trường Đại học E. Harvard, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc hấp thụ lượng chất sắt dồi dào có trong đậu cô ve cũng như các thực phẩm khác đều có thể giúp nâng cao khả năng thụ thai thành công ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đậu cô ve có khả năng cung cấp khoảng 6% tổng nhu cầu chất sắt hàng ngày của cơ thể. Đừng quên thêm thực phẩm này vào trong bữa ăn nếu bạn đang có dấu hiệu thiếu máu hoặc có kế hoạch mang thai. 9. Đậu cô ve ngăn ngừa trầm cảm. Vitamin B và vitamin C là những dưỡng chất quan trọng trong hệ thần kinh. Chúng giúp cải thiện sức khỏe tâm thần, giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm. Thêm đậu cô ve vào trong bữa ăn chính là một giải pháp đơn giản để bạn bổ sung đầy đủ nhu cầu vitamin B và vitamin C hàng ngày cho cơ thể. Thêm vào đó, các thành phần khác như kẽm, magie được tìm thấy trong đậu cô ve còn giúp tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện sức khỏe não bộ. 10. Giảm nguy cơ bị dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Phụ nữ đang mang thai sử dụng đậu cô ve có thể giúp bổ sung nguồn axit folic dồi dào cho cơ thể. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh hồng cầu và bảo vệ các tế bào thần kinh, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Các loại đậu cô ve. Theo hình dáng của cây, đậu cô ve được chia thành hai loại như sau. Đậu cô ve lùn. Đây là giống đậu cô ve có thân sinh trưởng hữu hạn. Hạt giống chủ yếu được nhập từ Nhật Bản hoặc Đài Loan. Loại đậu này có thể trồng được quanh năm ở vùng cao. Một số giống chịu nóng tốt được người dân ở vùng đồng bằng gieo trồng vào vụ đông xuân. Đậu cô ve lùn có thân cây thấp, chiều cao trung bình khoảng 50-60cm, nên thích hợp canh tác ở nơi có gió mạnh. Cây thường được trồng xen canh với một số hoa màu khác. Thời gian thu hoạch của đậu cô ve lùn khá nhanh, sau khoảng 40-50. Cây cho quả dài, thẳng, vỏ ngoài màu xanh, vừa đến xanh đậm. Một số giống trồng ở vùng cao cho năng suất khá tốt và có chất lượng không thua kém gì so với đậu leo. Một số giống đậu cô ve lùn đang được trồng phổ biến ở nước ta như đậu cô ve vàng, đậu cô bơ, đậu cô ve xanh, đậu đỏ hay đậu cần lợn, đậu cô ve hạt, gồm đậu cô ve nâu, đậu cô ve trắng như đậu trắng và đậu cô ve đen. Đậu cô ve leo. Loại đậu này sinh trưởng vô hạn, thân cây có chiều dài trung bình từ 2,5 đến 3 mét và thuộc dạng leo, nên khi canh tác người dân phải làm dàn. Hiện nay có nhiều giống đậu cô ve leo đang được ưa chuộng như đậu cô ve hạt đen Đài Loan, đậu cô ve Thái, đậu cô ve Nhật, đậu cô ve Trạch, đậu cô ve Trắng. Đậu cô ve bổ sung nguồn dưỡng chất dồi dào cho cơ thể, trung bình mỗi 250g đậu cô ve có thể cung cấp các chất dinh dưỡng như chất xơ 2,6g, chất béo 0,55g, calo 28, đường 1,94g, protein 1,42g, carbon hydrate 5,66g, các chất khác như sắt, axit folic, magiec, canxi, lutein, vitamin B và vitamin C. Cách chế biến đậu cô ve. Quả đậu cô ve có thể chế biến dưới dạng hấp, luộc và xào. Trong khi đó, lá đậu non thường được người dân sử dụng để luộc hay nấu canh ăn hàng ngày. Hạt đậu cô ve cũng được dùng để nấu chè, phơi khô, xay bột uống hoặc chế biến thành món ăn. Dưới đây là một số món ăn từ đậu cô ve bạn có thể tham khảo và thêm vào thực đơn của gia đình. Thứ nhất, món đậu cô ve xào nấm mèo. Chuẩn bị 200g đậu cô ve, 5 tai nấm mèo, tỏi và các gia vị thông dụng. Đậu cắt bỏ hai đầu, tước chỉ, rửa sạch, bẻ làm đôi theo chiều ngang hoặc thái vát. Nấm mèo ngâm với nước cho nở, cắt bỏ phần gốc và thái nhỏ. Tỏi đập dập, phi thơm với lượng dầu ăn vừa đủ rồi cho đậu cùng với nấm mèo và xào chung. Nêm nếm gia vị, xào hỗn hợp trên lửa nhỏ cho đến khi chín tới thì thêm hành ngò, sắt nhuyễn và một chút tiêu vào. Dọn ra đĩa và thưởng thức trong bữa ăn. 2. Đậu cô ve xào thịt bò. Chuẩn bị 1-2kg đậu cô ve, 200g thịt bò, tỏi bằm nhuyễn, dầu mè và các gia vị khác. Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng, ướp với một ít tỏi, hạt nêm và vài giọt dầu mè. Để 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị. Đậu thức chỉ và rửa sạch, phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào đảo. Khi thấy thịt bò vừa chín tới thì xúc ra đĩa. Tiếp tục bỏ đậu vào chảo xào chín, nêm nếm gia vị. Cuối cùng mới cho thịt bò vào, đảo đều lên và tắt bếp. 3. Đậu cô ve hầm sườn lợn và rau củ thập cẩm.
Chuẩn bị sườn lợn 800g, khoai tây, cà rốt và củ đậu mỗi thứ một củ, 1/2 củ hành tây, 100g đậu cô ve, gia vị đủ dùng. Các loại củ đem gọt vỏ, thái miếng vuông vừa ăn. Đậu cô ve tước chỉ, bỏ hai đầu và rửa sạch. Sườn lợn rửa sạch, trụng sơ qua với nước sôi rồi cho vào nồi nấu với lượng nước vừa đủ. Khi nồi xương sôi đều, vớt bọt và cho cà rốt, củ đậu vào nấu trước. Sau khoảng 15 phút, tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại vào nấu chín. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, sau đó múc canh ra tô, rắc hành ngò và một ít tiêu lên trên để món canh thơm ngon và hấp dẫn hơn. 4. Chè đậu cô ve. Chuẩn bị: hạt đậu cô ve 200g, gạo nếp 300g, một ống vani, đường kính, nước cốt dừa, 3 lát gừng tươi. Ngâm đậu cô ve vào nước qua đêm cho mềm, bóc bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài hoặc để nguyên, bỏ vào nồi ninh cho chín mềm, sau đó vớt ra, cho vào một cái nồi khác, đem xào với đường cho ngấm đều. Gạo nếp vo sạch, bỏ vào nồi nấu cho chín nhừ, giống với cháo đặc. Sau đó cho nước cốt dừa và đậu vào, đảo đều. Thêm vào vài hạt muối ăn cho món chè đậm đà hơn. Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho vani vào, trộn đều, múc chè ra chén và thưởng thức. Kết hợp đậu cô ve với hai loại thực phẩm sau sẽ ngon hơn và có tác dụng chữa bệnh mạnh hơn. Thứ nhất, đậu cô ve thịt gà. Đây là sự kết hợp rất tuyệt vời. Thịt gà rất ngon khi kết hợp với đậu cô ve, tạo nên món ăn với nước dùng ngon ngọt, đồng thời có tác dụng ăn kiêng. Sự kết hợp này có tác dụng bồi bổ cơ thể, cường dương, dưỡng âm, có tác dụng chăm sóc sức khỏe tốt cho cả nam và nữ. 2. Đậu cô ve kết hợp với nấm. Bên cạnh những tác dụng trên, đậu cô ve còn có tác dụng điều hòa chức năng tiêu hóa. Đặc biệt khi nấu nấm với đậu cô ve sẽ tạo thành món ăn có vị nhạt, thơm ngon, tăng cảm giác thèm ăn, khỏe đường ruột, thúc đẩy quá trình hấp thu của đường tiêu hóa. Tác dụng phụ của đậu cô ve. Một số giống đậu cô ve, chẳng hạn như đậu cô ve hạt trắng và đậu cô ve hạt đỏ. Đây là một hợp chất của lectin có tính độc. Nếu đậu không được chế biến đúng cách, bạn có thể bị ngộ độc khi sử dụng, đặc biệt là khi dùng đậu cô ve với lượng lớn trong thời gian dài. Các dấu hiệu bị ngộ độc thường gặp nhất là tình trạng buồn nôn, ói mửa hay tiêu chảy. Chúng có thể xuất hiện sau khi ăn khoảng 3 giờ. Tuy nhiên, tính độc có thể loại bỏ khi chúng ta luộc đậu trong khoảng 10 phút ở nhiệt độ khoảng 100 độ C. Đối với các hạt đậu cô ve ở dạng khô, Hiệp hội FDA Hoa Kỳ cũng khuyến cáo bạn nên ngâm đậu trong nước ít nhất 5 giờ trước khi chế biến. Phần nước ngâm nên bỏ đi, tránh nấu đậu cô ve trong nồi nấu chậm. Khi được đun nấu ở nhiệt độ 80 độ C, khoảng 176 độ F, độc tính của những chất gây độc có thể tăng lên gấp 5 lần so với đậu sống. Một số cá nhân có thể bị dị ứng sau khi ăn đậu cô ve. Loại đậu này cũng chứa nhiều purin nên có thể làm tăng axit uric có trong máu và thúc đẩy sự phát triển của bệnh gút. Vì vậy, tránh dùng đậu cô ve nếu bạn đang bị gút hoặc có tiền sử quá mẫn với bất kỳ chất nào có trong loại đậu này. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng chúng ta đã biết rằng tại sao nhiều người gọi đậu cô ve là vua của các loại đậu. Tác dụng chữa bệnh và cung cấp chất dinh dưỡng của nó thực sự tốt, dù người già hay người trẻ đều có tác dụng bồi bổ cho sức khỏe khi ăn đậu cô ve. Hãy bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình bạn nhé, để có một cuộc sống luôn khỏe mạnh. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.